Ông cha ta hay nói non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Nhưng may mắn trong cuộc sống hiện đại quay cuồng này, chúng ta vẫn thấy được những con người có thể vượt qua cái quy luật khắc nghiệt muôn đời đó. Hôm nay chúng tôi đi về một vùng quê yên bình để tìm hiểu về câu chuyện của một chàng thanh niên khá đặc biệt. Mình xin giới thiệu, mình là Hoàng Đức Trọng, 24 tuổi, ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai. 11 tuổi là mình đã chơi bời nhậu nhẹt rồi. Mình bắt đầu tập tành hút thuốc, nhậu nhẹt, chơi bời rồi đánh nhau đủ thứ, không bỏ bê học hành. Khoảng thời gian đó anh đã làm cho người thân và bà con xung quanh rất phiền lòng. Nói chung là cũng bắt gà bắt que y như chú nói nãy á. Cũng nói chung đủ thứ rồi, đua xe, đua cộ nhất xóm. Nói chung là ở cái xóm này thì cứ nhìn thấy chồng là ai người ta anh chửi. Ôi ôi, kinh, mở ra là nói tục, mở miệng là nói tục ghê. Nói bậy ghê á. Nó kinh lắm, trước ý. Ừ, nó còn định nhá, nó đi xong nó ta ở dãy người ta ngoài kia, đi qua dãy của nó còn chẵn, không cho ta đi được. Năm 14 tuổi là mình nghiện rượu, không uống rượu là không ngủ được, không uống rượu là không ăn cơm. Tức là rượu nó là một cái gì đó trong cuộc đời mình rồi. Bắt đầu con người của mình nó trở nên không còn được bình thường. Và gặp bất kể chuyện gì còn hầu như là cũng dùng bạo lực để giải quyết hoặc là để nói chuyện. Đến khi mà năm 18 tuổi á, công an đưa mình đi cải tạo 3 năm. Mình bảo thôi, mình đi tìm một cái phương pháp nào đó mà mình tập luyện ở nhà, mà không cần trốn tránh xã hội này, mà mình đối diện với cám dỗ mà mình có thể vượt qua được. Thì mình bắt đầu đi tìm. Khi mình đọc thấy ba chữ chân thiện nhẫn ở bìa quyển sách Sức khỏe là vàng ấy, thì mình nói đây mới là điều mình cần. Thế mình dở ra mình đọc, mình thấy trong đó giới thiệu là Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, và được sư phụ Lý Hồng Chí truyền ở bên Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 1999, đã có trên 100 triệu người trên thế giới theo học. Và mình thấy ủa sao hay vậy. Rồi đọc có những cái bài chia sẻ của chú Nghĩa cũng từ Đắk Lắk xuống làm ăn, rồi khi mà có lên thì sinh tật mà tứ đổ tường, gái gú bài bạc này nọ, thì đến năm 32 tuổi thì chú chống nạn đi, mình sau này chú tập, chú khỏe mạnh, chú quay về sống cuộc sống lương thiện được. Thì mình nghĩ chú còn được mà, mình bệnh tật như mình thì làm gì đâu. Rồi chú Tường buôn bán ma túy ở Đài Loan. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp xong, hành xử theo nguyên lý chân thiện nhẫn, thì chú vẫn trở về cuộc sống bình thường được. Thì mình là một thằng chỉ có 19 tuổi thôi thì đâu có là cái gì đâu, vẫn có thể quay trở về được. Thì bắt đầu mình điện thoại mình học. Bằng việc mệt mài tập luyện, chăm chỉ đọc sách chuyển pháp luân, kết hợp với lao động cần cù rèn luyện tâm tính theo chân thiện nhẫn, dần dần đã giúp con người anh thay đổi hẳn, không những về hoàn cảnh gia đình kinh tế mà còn được bà con xóm làng ghi nhận. Phải nói là tiến bộ chậm chậm quá là tuyệt vời. Chú chưa hiểu là lý do này cải tiến nó tiến bộ được mức độ như vậy, tốt đỉnh mức độ như vậy chứ hơi khó. Nếu mà cải thiện nhanh như thế là hơi khó. Sau khi mà từ khi mình tập luyện pháp luân đại pháp và mình quyết định làm ăn chân chính thì mình ở nhà mình trồng tiêu, tất cả đều là tự mình trồng hết. Học cái đấy là cứ học cái phần nào là bỏ phần đấy. Không có quậy phá gì trước nha mình. Rồi bây giờ chậm thay đổi rất là nhiều. Thay đổi rất là nhiều. Chắc bây giờ như trước là không có, chỉ có tốt hơn thôi. Cái gì tốt hơn mà đi vào là toàn diện về mọi mặt. Đúng từ hồi mà chậm không biết học cái kiểu cái ngồi là thuyền hay là cái gì lại đấy tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà từ thời gian đấy rồi là chậm ngồi thuyền mới lại đi học những cái võ công gì đại đấy là tôi cũng không rành. Thì đúng từ hồi đấy rồi là thay đổi nhiều, thay đổi hoàn toàn hết. Mà về ra đường này hỏi rất là bà con khu xóm là
hỏi trọng chào hỏi đầy đủ đàng hoàng lắm, thưa về gửi trước như trước thì đúng đó, cất thật với mức độ thanh niên con người đương như vậy. Bây giờ tự nhiên thay đổi cái chất đột ngột mà hay được như vậy, trên ra trên dưới là dưới, rượu không uống bia không uống, nó uống nước khoáng ở kia nhưng ăn uống rất đáng riêng trọng bây giờ đó. Chú rất mừng người đó, nói thật đấy, thanh niên trọng như thế là quý, chú rất quý. Nếu mà chỉ là 5-7 thanh niên như thế thì xóm này rất hoàn chỉnh. Còn đâu đó ở trọng phảng phất chút ngang tàng, mạnh mẽ, nhưng không phải để tranh đấu với đời, mà là sự mạnh mẽ, không ngại gian khổ, khó khăn để lao động chăm chỉ và tập luyện trong đội chống trận anh tham gia, để phục vụ cộng đồng, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mọi người.